Honda Big Bike Inside the World. Việt Nam là một đất nước adventure nhất thế giới, là vì mình có cả địa hình núi rừng và biển. Đó là một cái địa hình lý tưởng cho cái bộ môn adventure. Mình rất là háo hức mong chờ và mong muốn là có những cái cuộc chơi tiếp theo của HVN dành cho cộng đồng biker. Buổi tập kỹ năng ngày hôm nay sẽ giúp cho mình và tất cả anh em biker ở đây sẽ có thêm kinh nghiệm để chinh phục được tất cả những quãng đường ở Việt Nam mình.
Honda Big Bike, excite the work.